VinFast Ironman 70.3 năm 2024 không chỉ là một môn thể thao mà còn là một ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế, thể hiện sự thân thiện của đất nước cùng với sự hiền hòa của người dân Đà Nẵng. We extend our sincere thanks to the city of Da Nang and our partners for their unwavering support in making this event possible. Their dedication sets the bar high for excellence in the region. It takes many teams from myriad organizations working together to stage this event. From the city itself, to the folks at Ironman, to the police, to our team at SEV, our sponsors, and our small army of volunteers, literally thousands of people have collaborated to showcase all that Da Nang has to offer to our athletes, their supporters, and spectators. Điều đặc biệt nhất là chúng tôi có sự điều chỉnh về cung đường bơi và cung đường chạy. Với cái việc thay đổi này, chúng tôi hy vọng là sẽ mang lại cho khán giả, người nhà, người thân có thể cổ vũ vận động viên tốt hơn. Mục tiêu của sự thay đổi này là mang lại những trải nghiệm an toàn và mang lại đường đua tốt đẹp nhất cho các vận động viên. Tôi xin cảm ơn và chúc quý vị khách quý, các vận động viên cùng toàn thể bạn bè gia đình sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại thành phố Đà Nẵng cũng như tận hưởng trọn vẹn sự kiện VinFast Ironman 70.3 năm 2024. Chúc cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.